càng quét các món ăn đường phố Thái Lan ở quán Gỏi Nhân Hậu, đường Lê Hồng Phong. Một cái quán mà tôi thấy đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Hỏi ra thì mới biết là lúc trước chị chủ bán ở dưới phố đi bộ Bạch Đằng. Chị hình như là 4 năm trước chị có bán ở dưới phố đi bộ Bạch Đằng hả chị? Lúc trước là bắt đầu bán là bán ở dưới luôn á. Rồi dịch Covid rồi nghỉ rồi, bây giờ về đây bán luôn. Nhìn cái dàn topping là tôi thấy chữ mê kéo dài rồi á. Nhìn tươi ngon và sạch sẽ lắm luôn á. Đây là phần gỏi hợp cẩm mà tôi vừa order. Có đu đủ xanh, đậu đũa, ba khía, đổ tai heo, tôm và trứng non. Một phần có 70.000 mà nhiều ghê á trời. Mùi mắm nghe thơm cực kỳ, kết hợp với đu đủ giòn giòn, chút béo béo của trứng non, giòn sần sật của lỗ tai heo, kiểu càng ăn càng dính á. Bát thái hợp cẩm, món này thì sẽ ăn chung với giá và hẹ. Topping ăn kèm thì có tôm, mực và trứng, sợi bánh phở dai mềm, ăn không có bị bở, nêm nếm vừa vị, đơn giản mà ăn ngon nha. Tôm sống sốt hái, bạn nào mà ăn được đồ sống thì nên thử món này nha. Con tôm tươi gói, chắc thịt, cái sốt hái có chút vị cay nhẹ, ăn ok la lắm nha. Cơm chiên trái hôm, quán bỏ trong trái hôm, nhìn đẹp mắt ghê á. Hạt cơm mềm, tơi xốp. Tôi thấy ăn không thì cái vị cũng đã vừa ăn rồi. Bạn nào mà muốn đậm đà hơn thì mình ăn cùng với nước tương nhé. Sườn núi lửa, ớt xiêm xanh. Món này tôi ấn tượng mấy cái cọng sườn to bự nha. Sườn được nấu chín vừa, cắn cọng nào là chất lượng cọng nấy. Cái nước dùng chua chua, cay cay, thơm của ớt xiêm xanh, mình ăn chung với bún cũng ngon á. Cá hồi sốt chanh dây, món này thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Được cái là thịt cá hồi tươi, ngọt, ăn mềm tan trong miệng. Bạch tuộc sốt cay và mực ống sốt cay. Vị sốt cay thì giống nhau, tùy gu mỗi người thích ăn bạch tuộc hay là mực thôi. Riêng tôi là tôi mê bạch tuộc nha. Cái gâu bạch tuộc to nên là ăn nó giòn đã lắm. Kết thúc bằng món xôi xoài, nhìn đẹp mắt không nỡ ăn luôn á. Nước cốt dừa béo béo kết hợp với xôi mềm dẻo và đậu ngọt của xôi. Món này tôi thấy cực ngon. Các bạn tách ngay cái đứa bạn thân, rủ nó đi trải nghiệm liền nha.